Chị Nguyễn Thị Hồng Vân với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Qua 9 năm công tác, bằng sự nỗ lực, phấn đấu, năng động, sáng tạo, chị đã góp phần đưa phong trào thi đua và hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh ngày càng phát triển vững chắc với nhiều cách làm sáng tạo. Đề án Nhà sạch ngõ đẹp nhân rộng toàn xã từ năm 2020 đến nay có hơn 2.300 thùng rác văn minh hợp vệ sinh với tổng kinh phí 247 triệu đồng. Hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thành lập 5 tổ hợp tác đan vá lưới, đào tạo nghề và việc làm cho 100 chị em, vận động thành lập được 3 hợp tác xã kiểu mới, hỗ trợ hợp tác xã xây dựng hồ sơ và tham gia chương trình OCOP, đào tạo nghề cho 385 chị em. Sáng kiến biến rác thành tiền, vận động 220 tàu thuyền tham gia thu gom rác thải nhựa từ biển vào bờ, bảo vệ môi trường, xây dựng quỹ tình thương giúp trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng nhiều phần việc có ý nghĩa khác. Với những nỗ lực đó, tập thể Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh liên tục là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào phụ nữ toàn thành phố, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội từ năm 2018 đến năm 2022. Tôi nhận thấy là cái vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang là vấn đề nóng mà các cấp các ngành đang rất là quan tâm. Hơn nữa thì ở địa phương tôi sinh sống, ở địa bàn tôi sinh sống thì tôi thấy là hàng ngày các tàu thuyền đi đánh bắt xa bờ mang theo cái lượng lương thực thực phẩm khá lớn, và nếu mà không có biện pháp để thu gom thì tất cả những cái lương thực thực phẩm đó sẽ vứt xuống sông, xuống biển. Thì tôi thấy nếu mà mình có một cái ý tưởng để mà đóng góp cùng với quê hương, cùng với địa phương để nhằm hạn chế cái lượng rác thải ra môi trường và góp phần để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vì vậy là tôi đã xây dựng cái ý tưởng là vận động ngư dân thu gom rác thải từ biển đưa về bờ. Và từ khi thực hiện được cái mô hình này thì không chỉ là vận động được ngư dân nâng cao được nhận thức cho họ về việc bảo vệ môi trường biển, mà còn là từ cái việc rác thải thì tôi đã biến được rác thành tiền. Và từ cái nguồn quỹ này thì chúng tôi dành để quan tâm những cái trường hợp còn khó khăn trên địa bàn, rồi trẻ em khuyết tật, và nhất là chúng tôi có được cái nguồn để hỗ trợ giúp đỡ cho các trẻ mồ côi trên địa bàn xã. Mình làm thế nào để mình có thể vận động thuyết phục người dân cùng với các chị em phụ nữ triển khai thực hiện mô hình? Thì cái khó khăn nhất là vận động người dân. Thì việc vận động họ là phải cả một quá trình, bằng cách là chúng tôi gần gũi người dân đến từng nhà cùng với chị em phụ nữ, cùng với vợ, cùng với con họ, để vận động và làm cho họ thấm nhuần được cái suy nghĩ và cái mục tiêu quan trọng mà chúng tôi muốn mang tới, đó là góp phần để bảo vệ môi trường cũng như là để giúp cho những cái mảnh đời còn khó khăn. Thì từ những cái việc làm hết sức là trách nhiệm của chúng tôi, cho nên là từ lúc đầu là họ rất là khó khăn với chúng tôi khi thực hiện, nhưng mà sau đó họ cũng cùng tham gia và có những người còn rất là tích cực để tham gia cùng với hội trong cái hoạt động này. Những cái khó khăn như vậy có lẽ sẽ làm cho mình đôi lúc cảm thấy nản chí trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vậy thì chị làm thế nào, bằng cách nào để mình vượt qua những cái thời điểm khó khăn, vượt qua những cái thời điểm áp lực? Mọi người trong gia đình cũng nói là vì con đã gánh trên vai mình trọng trách là một người cán bộ hội rồi thì cũng phải tâm huyết, cũng phải hết mình trách nhiệm với công việc, con phải nỗ lực hết sức với bản thân mình đã, rồi là khi nào mà con không làm được thì đã đứa con mày thôi, không nhận nhiệm vụ. Mình thấy là mình có trách nhiệm, mình được chị em tin tưởng rồi, và mình phải cố gắng nỗ lực vì sự phát triển của phụ nữ địa phương mà cố gắng. Thế thì là trong suốt nhiệm kỳ hoạt động của mình, chị có những cái dự định, những cái mong muốn nào mà mình quyết tâm sẽ thực hiện được? Điều trăn trở và mong muốn của tôi thì thực ra tôi cũng đã cố gắng đáng thực hiện, đó là đỡ đâu được các trẻ mồ côi trên địa bàn mình, và tôi còn muốn vươn xa hơn để được có thêm cái nguồn quỹ nhiều hơn để đỡ đâu cho những cái trẻ không chỉ ở trong địa bàn mà ngoài địa bàn, các xã phường khác. Và một cái điều trăn trở nữa là ở trên địa bàn Bảo Ninh thì đang phát triển về du lịch, và tôi mong muốn là làm thế nào để đào tạo cho lực lượng lao động nữ trên địa bàn có được cái tay nghề ổn định và có công việc ổn định ngay chính trên địa phương của mình, là điều mà tôi mong muốn nhất.
Cảm ơn rất nhiều những tâm huyết của chị Vân cũng như là các chị em phụ nữ tại xã Bảo Ninh, và chúc cho những phong trào, những hoạt động, những mô hình phần việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh sẽ luôn luôn được triển khai thành công và có ý nghĩa đối với sự phát triển của quê hương.